Vâng, quý của ba anh chị đang có nhu cầu tìm cho mình một căn nhà sổ hồng riêng, một căn nhà có sổ hồng có thể cầm cố vay thế chấp được ngân hàng với mức tài chính là dưới 1 tỷ và chỉ cần có trong tay khoảng 400 cho tới là 500 triệu tiền mặt là có ba anh chị đã sở hữu được rồi. Nhà ngang 4 dài 11, có một trệt một lầu, tổng diện tích sàn lên tới là 88 mét vuông, có hai phòng ngủ cũng như là có hai phòng vệ sinh. Thì của ba anh chị có thể tham khảo qua căn nhà ngày hôm nay. Đây là một căn nhà có sổ hồng riêng biệt. Sổ hồng này của ba anh chị mình có thể vay được ít nhất là 60 cho tới là 70% giá trị. Nhà tọa lạc ngay trên trục đường dòng lớn, nằm sát bên với lại chợ và ủy ban xã Mỹ Hạnh Nam. Vị trí này tiếp giáp trực tiếp với lại khu vực cầu lớn Hóc Môn của thành phố Hồ Chí Minh. Từ đây các bác anh chị mình đi về lại trung tâm của thành phố thì nó sẽ mất tầm khoảng là 30 cho tới là 35 phút đi xe máy ha. Trước nhà của mình là con đường nội bộ, đường này là đường bê tông, lộ giới lên tới 6m, ô tô đậu trước nhà. Đây là một khu nhà đồng bộ nhà lầu, có tất cả là 10 căn, có hai dãy xây đối diện với nhau. Và căn nhà mà em giới thiệu đến các bác anh chị ngày hôm nay á thì nó sẽ nằm ở cuối dãy. Cho nên là mình khi mình mua căn này mình sẽ có một cái khoảng sân phía sau này, mình có thể tận dụng làm cái chỗ đậu xe. Ở đây thì người ta đậu xe 16 chỗ này. Hoặc là mình có thể để một cái bộ bằng ghế đá. Nhà này là ngang 4 dài 11, một trên một lầu, có hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh của bác anh chị ha. Đầu tiên là cái phòng khách này, ở trên thì mình có trần thạch cao đèn led, ở dưới thì mình có được lót gạch bóng kính khổ 60. Trên tường thì là cũng được ốp gạch lên tường cao 1m2. Ở đây thì chủ nhà có xây một cái vách để ngăn được cái không gian phòng khách với lại cái khu vực nhà vệ sinh phía sau này. Đây là nhà vệ sinh nằm dưới tầng trệt, được ngăn với lại cái phòng khách, tạo cái sự riêng biệt, không một cái không gian riêng tư phía sau này. Đây là cái vị trí mình để máy giặt nha. Kế bên thì sẽ là khu vực bếp nằm cuối nhà. Một cái nhà sổ hồng riêng biệt có thể vay cầm cố thế chấp được ngân hàng ít nhất là 60 cho tới là 70% giá trị. Nằm ngay trên trục đường dòng lớn, sát bên với lại Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh. Của bác anh chị đang cần tìm nhà với mức tài chính là dưới 1 tỷ. Hiện tại là căn nhà này chủ nhà đang rao bán với mức giá là 950 triệu vẫn còn thương lượng cho những các bác anh chị mình thiện chí muốn mua. Ở trên khu vực lầu 1 chúng ta sẽ có hai phòng ngủ phía trước phía sau và một cái phòng vệ sinh ở giữa. Đây là không gian của cái phòng ngủ phía trước này. Ở đây mình sẽ có cửa sổ, cửa chính để lấy ánh sáng. Phòng ngủ ở đây khá là rộng của bác anh chị ha. Và cái phòng ngủ này mình sẽ có thêm một cái ban công phía trước đây. Ban công này của bác anh chị mình có thể tận dụng làm cái sân phơi ở đây nha. Đó. Của bác anh chị mình đang xem video, nếu quan tâm tới cái nhà này thì có thể gọi cho bên em theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình 0982437058 và 0934882398 để có thể đến xem và cũng như là gặp được tới chính chủ để kiểm tra giấy tờ, sổ sách hồ sơ và đồng thời là thương lượng giá nha. Đây là không gian của nhà vệ sinh thứ hai nè, nằm giữa hai cái phòng ngủ. Còn cuối cùng thì sẽ là cái phòng ngủ thứ hai. Ở đây mình có một cái cửa sổ nhỏ để lấy ánh sáng. Vâng, video đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn anh chị ở những video tiếp theo.